quý vị, việc gian lận trong kinh doanh khí ga từ lâu đã làm ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển lành mạnh thị trường, gây ra những thiệt hại không nhỏ đối với các nhà kinh doanh ga chân chính. Và nguy hiểm hơn, nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người tiêu dùng, khiến nhà nước thất thu thuế. Và đó cũng chính là những mầm mống dẫn tới những vụ tai nạn, hỏa hoạn đáng tiếc và gây bất bình dư luận và xã hội. Và ngày hôm nay, để cùng bàn luận rõ hơn về vấn đề này, trong chương trình Tiêu dùng 24/7 với chủ đề Ga giả và những hiểm họa tiềm tàng, chúng tôi đã mời tới trường quay 3 vị khách mời. Đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường, Tổng cục Quản lý Thị trường. Xin chào quý vị khán giả. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng phòng An toàn Công nghiệp, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương. Chào MC Diệp Trang, xin chào quý vị khán giả. Và cuối cùng là ông Vũ Đào Tùng Phương, Trưởng phòng Kinh doanh ga dân dụng và thương mại, Tổng công ty ga Petrolimex. Xin chào MC Diệu Sang, xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Lê, xin chào anh Dũng. Đầu tiên thì xin được cảm ơn 3 vị khách mời đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì cho phép Diệp Trang xin được hỏi ông Nguyễn Đức Lê ạ. Ông có suy nghĩ như thế nào về thực trạng thị trường ga giả, ga lậu và việc sang chiết ga trái phép tại một số cơ sở hiện nay ạ? Trong thời gian vừa qua thì cái thị trường kinh doanh ga khí đốt lỏng ở Việt Nam là có sự tăng trưởng rất là đều và mạnh mẽ. Có thể nói là cái chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng các cái sản phẩm mà do các nhà cung cấp có tên tuổi thì đã đạt được cái lòng tin yêu của người tiêu dùng. Tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn còn có nhiều những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, chẳng hạn như là chiếm dụng vỏ bình trái phép, rồi sang chiết ga trái phép, dẫn đến là những cái hành vi đó làm ảnh hưởng rất là lớn đến quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng cũng như trong công tác quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn. Đứng trước cái thực trạng đó thì vấn đề này đã và đang được các cơ quan chức năng kiểm soát như thế nào? Và ông Đức Lê, ông có thể giải đáp thắc mắc này được không ạ? Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như là thực hiện nghiêm cái chỉ thị số 13 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thì trong thời gian vừa qua thì lực lượng quản lý thị trường cũng như các lực lượng chức năng khác thì cũng tiến hành trên nhiều cái góc độ, nhiều cái phương diện. Thì đối với lực lượng quản lý chúng tôi thì chúng tôi triển khai theo hai cái nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng tôi sẽ kết hợp với các cái cơ quan chức năng có liên quan tổ chức các cái kế hoạch, các cái chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật. Cái vấn đề thứ hai là chúng tôi tiến hành thanh tra chuyên ngành cũng như là kiểm tra đột xuất cũng như kiểm tra thường xuyên để phát hiện ra những cái hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh ga khí đốt hóa lỏng. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông và thật đáng lo ngại nếu như chúng ta sử dụng phải những sản phẩm ga kém chất lượng như vậy. Vậy thưa ông Nguyễn Hữu Dũng, ông có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết cụ thể hơn về những nguy hiểm tiềm ẩn khi mà chúng ta sử dụng phải những bình ga kém chất lượng được không ạ? Nhận cái bình ga thì người tiêu dùng nên kiểm tra tổng thể cái bình trước. Tiếp theo là kiểm tra về sự đồng bộ của các thông tin trên các bình ga này. Thí dụ như kiểm tra thông tin ở trên niêm mạc co này, thế rồi kiểm tra thông tin chữ nổi ở trên bình, trên tay sách, trên đế. Thì những cái thông tin này mà nếu mà nó đồng bộ với nhau thì chúng ta thấy là còn tương đối tin tưởng, nhưng nếu không có, nó không đồng bộ với nhau thì có dấu hiệu của việc chúng ta nhận phải cái bình ga giả. Là đối với người tiêu dùng thì một cái việc mà thực kiểm tra cái thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn trên vỏ bình ga, chúng ta thấy là trên cái tay sách bao giờ người ta cũng có cái đóng cái ký hiệu kiểm định, thì nó có gồm có bốn cái yếu tố. Như là thứ nhất là về cái logo hoặc tên của đơn vị kiểm định. Thứ hai là tháng và năm của kiểm định bình ga đó. Thứ ba là cái năm hết hạn kiểm định. Và cái thứ tư là khối lượng của bình ga. Thế người tiêu dùng có thể kiểm tra cái thông tin này trên vỏ bình. Chắc hẳn là sau khi nghe những chia sẻ vừa rồi của ông Dũng thì sẽ có rất nhiều quý vị khán giả sẽ phải chạy ngay xuống dưới gian bếp của mình và kiểm tra thử xem sản phẩm ga của mình có đạt chuẩn không. Và câu hỏi tiếp theo thì xin được dành cho ông Phương ạ. Là một đơn vị hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp khí ga, thì trước thị trường thật giả lẫn lộn như vậy thì điều này có làm ảnh hưởng tới Petrolimex không ạ? Đối với cả các doanh nghiệp mà như chúng tôi thì những cái việc mà bị chiếm dụng vỏ bình hay bị cắt tai mài vỏ cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái hiệu quả cũng như là cái chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Ở đây thì có thể chia sẻ là hiện nay một cái vỏ bình của chúng tôi sản xuất ra, ví dụ như đối với người nhà dân chẳng hạn, người vỏ bình người tiêu dùng ấy, vỏ bình ga 12 cân ấy, thì hiện nay nó rơi vào khoảng
chi phí sản xuất cho nó khoảng 500 ngàn. Thế nhưng mà trên thực tế thì khi mà ký cược vỏ bình hiện nay chúng tôi đang quy định là 250 ngàn, thì khi mà bị chiếm dụng cái vỏ bình đó thì cái chi phí để chúng tôi tái sản xuất một cái vỏ bình là sẽ rất lớn, trên thực tế là rất lớn, và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái hiệu quả kinh doanh. Thế còn về cái vấn đề liên quan đến xăng chiết nạp lậu thì với cái việc mà xăng chiết nạp lậu như vậy thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khi mà họ sử dụng cái thương hiệu của Petrolimex để xăng chiết nạp lậu, thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái uy tín, đến cái thương hiệu cũng như là đến cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tôi cũng đưa ra một cái ví dụ như thế này. Một cái bình ga bị xăng chiết nạp lậu thì thông thường, lúc nãy anh Dũng cũng đã chia sẻ, xăng chiết nạp lậu nó có nhiều hình thức, nhưng trong đó thì cái việc mà bớt cái cân lượng ấy cũng là một cái hình thức gian lận. Và khi bớt cái cân lượng ở trong bình ga ấy, thì tôi chỉ tính đơn giản là một cân ga hiện nay với giá trị khoảng 25.000 đồng một cân, nếu như mà trong một tháng hiện nay chúng tôi có thể xuất ra thị trường cỡ độ khoảng 10.000 tấn ga, thì với một cân ga mà bị bớt đi 20.000 thì chúng ta cái giá trị bị xâm phạm nó sẽ là rất là lớn. Đấy, rất là cao. Như vừa rồi ông Lê có chia sẻ ở phần đầu chương trình, thị trường ga giả hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều, và bên cạnh đó thì ga cũng được bán tại rất nhiều nơi, và bởi vì vậy mà rất nhiều trường hợp đáng tiếc khi mà xảy ra những sự cố ấy, thì nhà cung cấp lại chối bỏ trách nhiệm. Vậy thì chúng ta, những người tiêu dùng cần phải làm như thế nào để bảo vệ được quyền lợi của mình trước những sự cố không may xảy ra? Và ông Nguyễn Đức Lê, ông có thể giải đáp thắc mắc này được không ạ? Lần đầu tiên chúng ta đến các cái đại lý cung cấp ga khí đốt lỏng thì việc đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu xem đại lý đấy là của hãng ga nào. Chúng ta nên tìm hiểu các cái giấy tờ có liên quan. Chẳng như nếu là đại lý thì có các cái giấy tờ chứng minh là đại lý hay không, có nguồn gốc hóa đơn chứng từ đầy đủ hay không, kiểm tra trên thân bình những cái chi tiết kỹ thuật cũng như niêm phong màng co. Thì nếu như lần đầu tiên mà chúng ta đã lựa chọn được đơn vị uy tín rồi thì lần sau chúng ta nên tiếp tục sử dụng cái dịch vụ của cái đơn vị đấy, thì cái quyền lợi của người tiêu dùng chắc chắn được đảm bảo. Ví dụ chẳng như chúng ta mua các sản phẩm của các cái tập đoàn công ty như là Petrolimex thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái điều kiện để mà chúng ta xử lý nó sẽ dễ hơn. Và cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông, và hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp quý vị khán giả xem đài của chúng tôi có thể có những lựa chọn thông minh hơn và tìm mua được sản phẩm ga Petrolimex chính hãng. Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về thực trạng của thị trường, những nguy hiểm tiềm ẩn trong các bình ga kém chất lượng và lựa chọn bình ga như thế nào mới uy tín và đạt chuẩn, thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Theo Hiệp hội Ga Việt Nam, cả nước hiện có hơn 20 triệu bình ga dùng trong sinh hoạt, trong đó bình ga dởm có khoảng 5 triệu bình. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng bán lẻ ga không chính hãng, tình trạng sang chiết, nạp ga trái phép vẫn còn diễn ra với các hành vi tinh vi dưới nhiều hình thức khác nhau, rất khó phát hiện và ngăn chặn. Vì lợi nhuận, họ sẵn sàng phân phối ga lậu hoặc đánh cháo vỏ ga tới người tiêu dùng. Để tránh việc sử dụng phải sản phẩm ga giả, ga kém chất lượng, gây nguy hiểm cho chính bản thân và gia đình, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm ga chính hãng Petrolimex để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Gia đình nhà tôi đã sử dụng hãng ga Petrolimex này là gần 20 năm. Tôi quyết định sử dụng hãng ga Petrolimex này bởi vì ga thì lửa xanh này và an toàn này. Và dùng coi như là bình ga là bao giờ hết bình ga này. Đấy, và tôi rất là thích hãng ga này nên là tôi gắn bó sử dụng lâu dài. Thì hết ga, tôi gọi đến các bạn là các bạn đến phục vụ có ngay và phục vụ rất chu đáo và tôi rất hài lòng. Về tiêu chí của ga thì mình quan tâm lớn nhất chính là về vấn đề là chất lượng sản phẩm. Về ga, đầu tiên là chất lượng về gì ạ? Về độ an toàn. An toàn tức là về kết cấu của bình ga nó phải chắc chắn và cái hạn sử dụng của nó phải được phép. Vấn đề thứ hai là bàn về vấn đề chúng ta quan tâm đến chất lượng của ga bên trong. Với tiêu chí của tôi phải là ga phải cháy thật tốt, nó không có khói và lửa phải xanh. Đối với lại Petrolimex thì cái quá trình sử dụng cũng được gần 2 năm nay rồi. Petrolimex thì đạt được cái yêu cầu mà tôi đặt ra. Thế và họ có được cái tem kiểm định chất lượng và có tem chất lượng giả. Để đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng và uy tín cho doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và phân phối ga cùng phụ tùng bếp ga cần có những quy định chế tài xử phạt nghiêm minh hơn để đủ sức răn đe các hoạt động cung cấp, phân phối sản phẩm kém chất lượng, ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Đồng thời, người tiêu dùng nên tìm tới các địa chỉ, nhà phân phối sản phẩm ga chính hãng để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
từ đó góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ từ ga, bảo vệ chính bản thân và gia đình của mình. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng những thông tin vừa rồi đã cung cấp thêm cho quý vị những kiến thức cần thiết trong việc lựa chọn được các sản phẩm ga chất lượng, uy tín, an toàn và từ đó có thể tránh được những sự cố, những rủi ro đáng tiếc xảy ra. Và đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay để cùng mang tới những thông tin vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của Tiêu dùng 24/7.